Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ quay bán lô đất thuộc xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu nha. Diện tích lô đất là khoảng 1 mẫu 9. View suối rất là đẹp nha mọi người. Đó, suối quanh năm luôn nha. Đây là mùa khô mà nước vẫn còn chảy rất là nhiều, rất là mạnh luôn á. Rất đẹp. Suối này đẹp ghê luôn á. Cái này bữa em đi có nhiều lô mà anh thấy lô này là cái suối nó đẹp. Điều suối rất là đẹp nha mọi người. À, trên đất hiện tại đang trồng cây ăn trái nè, rất là nhiều loại cây ăn trái luôn, à, như mít nè, mít Thái nè. Mít này dễ chăm nhất đó ha, mít là dễ chăm nhất, mít là dễ chăm nhất, dễ chăm nhất luôn á. Thấy giờ đa số ai mà trồng mít hết á, đợt cái đợt năm vừa rồi mít có giá quá 40-50 ngàn một ký luôn mà. Vâng. Nhưng mà mít là mít này chết chết cơ, đi sổ nó không cao đâu. À, cái bự lắm nè, đó rất ngon. Đợt đó mà bán mít mà có giá là ngon hơn cái gì hết, dễ trồng rồi, giờ là nặng giá nữa. Giờ là cũng ngon. Biết cài thuốc. À, đúng rồi. Mà nó trồng thời gian ngắn nó lên cha nó thu hoạch được rồi. À. Cái khu này là trồng mít nè. Thế khu này người ta trồng trồng bơ nhiều ghê. Bơ dạy trồng luôn hay sao? Không, mình đây là gần bố trồng bơ. Nhiều chỗ thì cũng có bơ, cũng có sầu riêng. Dạ. Sầu riêng là khó trồng nhất hả? Sầu riêng bưởi, thứ nhất là bưởi. Bưởi hả? Có nhiều sầu riêng. Trồng bơ thì còn dễ tí. À, trên này khu này trên này là trồng bưởi cho mọi người. Đó. Bưởi giá xanh phải không anh? Của mình tới là đây khu nào rào lưới luôn đúng không? Rào mới mới trả. Đó, đồng bưởi nha mọi người, rất đẹp nha. Chất rất là nhiều. Cái này mà 2 hecta mình chăm sóc không mệt ha. Đâu có giờ này đào máy không. Máy hả? Máy không. Muốn xịt cỏ, không xịt cỏ thì phá. Ở trên này là trồng bơ nha mọi người, khu này là trồng bơ nha.
Ôi bơ cha bơ đu đeo kìa. Trái nhiều lắm rồi. Bơ đây bơ dẻ hay bơ sáp hay bơ gì vậy anh? Bơ sáp. Sáp không? Bơ Phúc Minh. Đây giống bơ già hay bơ tròn? Cái gì bơ dừa bơ tròn là mã dưỡng. Loại nào ngon hơn? À chứ cũng như vậy. Vậy à? Ăn được với già. Hai mình bán hết rồi đúng không? Sầu riêng chắc thì tới chục hà chục cây đúng không? Sầu riêng có 4 cây à. 4 cây chắc là ở nhà ăn thôi. Ở nhà ăn. Năm ngoái mới trồng bữa này đầy sống sống luôn. Này mình tiến tới bằng chiếc khoan hả? Còn suối chứ. Suối hả? Đó, đường ống lên đây là. À. Hệ thống phun hết là đồng hết đúng không? Phun đồng hết. À, đây có hệ thống phun tự động hết rồi nha mọi người. Mình tưới bằng nước suối nha. Hệ thống phun tự động hết rồi. Đó, có đây có mấy cây sầu riêng rồi nha mọi người. Đó, sầu riêng cũng treo rồi. Trái đụng đặn rồi. Đó. Liên trái quá trời luôn nha mọi người. Sầu riêng đầu thiên thái, sầu riêng đi sáu anh. Đi sáu. Đi sáu. Nè nó tự rụng rồi nè. Gió thổi á. À chưa chín hả? Chưa. Đó, sầu riêng to nữa, ngon cho mọi người. Đó. Có một căn nhà cấp 4 luôn nha mọi người. Đó. Ở nhà cấp 4. Thôi em đi ra trước, em quay có gì đi gặp lên sau nha. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi. Dạ dạ em qua phòng vòng coi em quay tiếp.
Lô này thích hợp cho những ai làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì quá ok luôn nha mọi người. Lô đất mình là đất phù hồng, quy hoạch phù hồng toàn bộ nha, quy hoạch đất ở nông thôn. Có cái cây châm bên trái này nha mọi người. Trái rất là nhiều. Từ đường nhựa luôn nha mọi người, xung quanh là khu dân cư ở. Mặt tiền đường nhựa của nó tầm khoảng 70-80 mét nha mọi người. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ với mình qua số điện thoại 037 210 7725 nha. Mình xin kết thúc video tại đây. Chào tất cả mọi người.